Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của em Hoàng Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai để whip. Đó, tiếp tục là để whip đây. Đó, to có nhỏ có quý vị. Để đặt kẹo ăn hai hàng. Hàng nào để cũng whip hết trơn ha. Hai trực có lắc có nha quý vị. Đa dạng ha. À, chào em. Rồi, chào thầy ha. Chào cô chú anh chị mình trên toàn quốc ha. Em tiếp tục lên số hồi nữa vô luôn cô chú anh chị mình ha. Này mà dọc Thủ Đức hình thức làm dẫn qua sống qua ship toàn quốc ha. Số điện thoại là 0332793171 cũng là số Zalo nha. Ở Bình Định chạy gạo Tiền Giang nha cô chú anh chị. Chú anh chị em xem clip thích cái nào thì ủng hộ cho em cái đó ha. Làm vô kê đầu tiên ha cô chú anh chị, cái mã số 26 ha. Rồi mã số 26 là em mai trực của về tại cành đều. Chiều cao của nó là 1m16 ha. Cái hoành của nó là 29 hoành. 29 hoành luôn. Đường kính bầu của nó là 59 ha cô chú anh chị. Rồi. Để bạn cái nồi đế nó 1,5 m ha cô chú anh chị. Nồi đế 150 luôn. Đế nè. Đế xe. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bích cái bầu luôn ha. Rồi thân cành nè. Trực đế whip nè. Tay cành cũng ok nè. Giá sao em? Rồi, mã 26 này em giao lưu 2,5 triệu rồi cô chú anh chị. Rồi, 2,5 triệu nhưng quý vị. Rồi, hợp khẩu cây. Đây vậy là còn chần chừ nó gì. Rồi, là xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn rồi quý vị ơi. Rồi, mã số 27 ha. Mà tiếp tục là em trực đế nữa đây quý vị đây. Đế whip nó đây. Cao 47. Hoành là 28 ha. 8 hoành. Có củ nạc ha. Củ là 50. Rồi, đế luôn đây quý vị. Đường kính bầu của nó là 55 ha. Cái nồi đế luôn. Nồi đế là cái bầu luôn. Rồi, cái nồi đế là 1,5 m của chú chị. Rưỡi ha. Đế đặt luôn. Đế rất là đẹp nha cô chú chị. Hôm nay như em kia quý vị đế, nồi đế 1,5 m trơn ha. Hoành cũng 28, 29 cũng ngang ngửa như ngang nhau nè. Em này thì trong lùng lực ha. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Mà số 27 này giá luôn 2,2 triệu ha. Rồi, 2,2 triệu. Trực đế whip. Rồi, 28. 28. Cao 39. Hoành trên đây là 23 hoành ha. Rồi. Đầu 6 là 30. Rồi, 6,30 luôn. Thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em Tuấn nha quý vị. À, số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề ha. À, quý vị có cái nhã ý chốt hết trong clip có giá cực kỳ yêu thương cho quý vị ha. À, giá sỉ thì dĩ nhiên nó sẽ rẻ ha. Rồi, giá lô bao nhiêu đây? 28 650 rồi chú chị. Rồi, 650. 29. Rồi, 29 đây. Cao 60. Có phong tàn dù ha cô chú chị. 15 quanh. Đầu sổ là 2,9 ha. À, sổ 2,9 nè. Sổ bít hết trơn này ha. Kính mít đế luôn. Này cô chú anh chị không thích tàn dầu tán đồ đinh ha cô chú anh chị. À. Rồi, giá luôn như đem. Rồi, 29, 450 ha. Rồi, 450. 30. Cao 38. Rồi, 20 quanh. Rồi, quanh 20. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giữ luôn nhiêu đem. Rồi, mã 30 này 400 mắt rồi chú anh chị. Rồi, 400. Rồi, xuống cây luôn. 31. Cao là 60. Để qua xa đế dưới ha. 22 hoành. Cái cũ là 40 ha. Nồi đế quá sao vậy. Kinh mít đế ha, mặt nào cũng vậy ha. Khối luôn rồi. Đó, này quý vị trồng vài năm rồi ha, đế nó bự lên nó nhìn nó còn tuyệt vời hơn nữa ha quý vị. Rồi giá luôn như em. 31 giá luôn 1,2 triệu ha. Rồi 1,2 triệu. Rồi tiếp tục luôn. 32. Cao là 76. Hoành thân 24 ha. Rồi 24 hoành. Kho lắc tay cành. Rồi dừng lại cái tức. Dừng lại hướng này cho mình xem ha. Co lắc một tay cành
đẹp ha, lên độc chủ cực kỳ luôn, xe là đẹp ha. Rồi xe xe tiếp luôn, đây có bị chóc miếng da này ha, chóc miếng da đó, dưới đây thì có cái nhánh hồi về ha, nhanh lên nhanh nhanh phóng ra chưa. Rồi giao lưu bao nhiêu đây? Rồi 32 này giao lưu 750 ha. Rồi 33 cao 40 22 vành đầu sổ là 3 tấc 3 ha. Rồi sổ dài 33 luôn, trực lắc lắc nhẹ tay cành đều ha, để sổ dài kính mít kính đế luôn ha. Rồi giao lưu như đem 33 650 ha, rồi 650 ha quý vị. Rồi lên tiếp cây mới luôn, 34 cao 56. Rồi tay cành xè đẹp quá, hoành thân 20, tay cành xè đẹp nè, tay cành xè đẹp luôn ha. Rồi để đây quý vị, rồi giao lưu như em 34 450 rồi, rồi 450. Rồi lên 35 luôn, 35 cao 66 24 hoành đầu sổ là 30 nhé. Rồi xây xây luôn, rồi để đây quý vị mít luôn ha, để luôn cho luôn nhiêu đem 35 này mới luôn 750 ha. Rồi 750 quý vị. Ồ, cái này cũng biết việc ha, từ đế 36. Đến cạnh ha. Cao 95. Hoành neo 27 hoành. Tay cành đặt luôn rồi quý vị. Kéo thân cành ha. Để đây. Đây cũng đặt đế luôn này quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? 36 này em giao lưu 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu quý vị. 37 cao 25 14 hoành đầu sổ là 2,6 ha. Rồi sổ dài 26 luôn, chơi cây mini chân dài đó, để bàn hay cô chú anh chị để nườm ha. Rồi giao lưu như đây. Rồi 37 350 rồi chú anh chị. Rồi 350 xuống cây luôn, 38 em chân dài nữa đây, cao 30 16 hoành đầu sổ là 2,3 ha. Rồi giao lưu như đây 38 350 rồi chú anh chị, 350 luôn, 39 đầu đinh lúc đầu đinh ha, cao 10 13 hoành nó cục đế nè, đóng bò vô cái ha chú anh chị, thật châu chê luôn luôn như em. Rồi 39 300 ha. Rồi xuống cây 300 40 cao là 23 ha, cái hoành là 21. Rồi xây xây luôn, cây rộng lắc ha, cũng lắc tay cành để những viên cây quá đâu quý vị. Rồi cho luôn như đem. Rồi 40 này như luôn 600 ha. Rồi xuống cây 600 41 móc luôn, cao 54 quá sao bộ đế chứ gì, cái hoành 24 hoành ha, cái cũ 50 có cái đầu sổ ha chú chị, 30 ha, quá phê của chú chị, đế lực rồi ha. Rồi giao lưu nhiêu đêm? 41,2 của chú chị. Rồi 1,2 triệu 42 42 em trực tay cành đều đế quyết nó đây quý vị, kẹo 60 hoành là 20 đầu sổ là 2,8 ha. Rồi tay cành đóng đặt hết trơn ha, đế sổ dài luôn kính đế luôn ha, quá dữ ha. Rồi giữ luôn như em. Rồi mà 42 thì 850 rồi chú chị, 850 ha, trực đế quyết
43 à, em này để bàn hết y ha quý vị, cực kỳ đã quý vị. À. Cao ở đây 10 ha, để trung hoành nó tầm 12 3 gì của chú vậy. Này giống như cái chọc đó, có cái miếng băng đó nhìn giống cái lá cờ gì quá ha. Cắm cái cờ. Lỗ 20 ha cô chú chị. Đó, cục này rép bò vô để vàng ha. Có lá cờ xây xây để web. Cực kỳ đã luôn chú chị. Luôn như đây không. Rồi 43 400 ha. Rồi xuống cây 400.000, cây đẹp quá vậy. 44. Cao 55. 23 hoành. Cái cũ là 43 ha. Đậu số là 2 tấc rưỡi. Đế lực trên gióc đọt luôn quý vị, tay cành xè đẹp luôn ha. Vậy dáng cực cực kỳ đẹp. Tay cành lực lực không ha. Đọt gióc nữa. Đế nè. Cộng nóng đây là lực 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 không luôn ha. Rồi, giá luôn như đây. 44 này mới luôn 1.5 triệu ha. Rồi, 1.5 triệu. Rồi tiếp tục luôn quý vị ơi. 45 đây. Cao 37. 17 quanh. Rồi, 17 quanh. Đừng dài nữa ha. Rồi, giá luôn như đêm. Rồi, 45 350 rồi chú chị. Rồi, xuống cây luôn, 350. Rồi, tiếp tục luôn. 46. Chiều cao là 80 ha. 26 hoành. Cái cũ là 42 ha. Cột sổ của nó 2 tắc 6. Đây, dựng ông cái coi đế ha, đế cộng nào đây. Chán chán ha quý vị. Quá lực đế ha. Còn mấy em này ở trên nách nó có cái gì sần 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 ha. Bung già hết. Bung cái trơn trong nách hết trơn, sần xùi. Đế lực ha, con ngắn. Tay cành đặt kẹo ha. Rồi cho luôn như đem. Rồi 46 này như luôn 1.2 triệu ha. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. 47. Rồi 47 đây quý vị. Cao 46. 22 hoành. Đầu sổ là 30 ha. Đây để đây. Chân dài nữa đây. Chân dài miên man luôn. Bộ sổ cứng nhắc luôn quý vị. Để đỏ ao. Giá luôn như đem. 47 này mới luôn 1.2 triệu ha. Rồi 1.2 triệu. 48. 48. Cao là 10. 14 quanh. Đây cục đế luôn. Chắc bò chơi ha cô chú chị. Qua đó luôn. Giá luôn như em. Rồi 48 450 ha. Rồi xuống cây luôn 450. 49. Cao 63. 21 quanh. Rồi quanh 21 rồi quý vị. Đây để đây. Nó về quý vị có thể là cắt ngắn lại mình chơi ha. Lấy cái cò với khúc này ha. Đế này chơi ok ha. Khủi luôn á. À, để một khối đặt trên đẹp nè. Rồi giá luôn như đem. 49 750 rồi chú. 750 ha. Rồi xuống cây luôn. Đấy. 50. Này nu bắt trúc. Cao 83. Để vô quá xa bộ đế vô ha. Cái hoành là 28 ha. Đây. Để xòe đẹp luôn. Đường kính bầu của nó là 59. Cái nồi đế 1.5 m đúng của chú chị. Xa đế này có gì nè. Cực kỳ đã. Cái bầu luôn nè. Xòe đều giống như sắp nha ha. Nhìn không có rối ha. Y như sắp vậy. Để rất là đều nha cô chú anh chị. Ở trên này thân cành nè. Giót đọt cái này nó mất trúc nó quý vị. Để rồi khổ chê rồi ha. Rồi giá luôn nha đem. Mã 50 này em giao luôn giá 2.5 triệu ha. Rồi 2.5 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi em này cũng quyết cùng việc đây. 51. Cao là 77 ha. Cái hoành là 30. 30 hoành. Để nào quý vị. À, để nè. Rồi, sao bộ để ha. Đó, để cộng nó
chảng chảng quý vị. Quá sức cổ đế nha, đây là dữ à, để lực ha, chuẩn luôn, lắc cực kỳ đẹp ha. Này không chơi cao mình cắt đây ha chú chị, cắt đó ha, chơi lấy cây. Lại tay cành cho nó đều lên xíu ha, còn xe lùng luôn, lùng lực khúc vậy ha, à, khúc đó đó thì đã ghép lại trên cái lấy lại tay cành lại ok ha, để dưới thì quá dữ rồi. Ngắm nghe đế vòng nó quý vị ơi, đây nhìn thấy phê quá ha, không lực à. Bởi ha, quá dữ. Giá luôn nhiêu em? Rồi, má 51 này em giao lưu giá 2,7 triệu ha. Rồi, 2,7 triệu. Cũng là cây cuối cùng của clip ha. Rồi, clip mong chú chị xem hết clip, thích cái nào ủng hộ trong cái đó ha. Cảm ơn chú chị rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.